Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Bồng Ngô Mario và hôm nay thì mình đã có mặt tại thủ đô Hà Nội. Thì các bạn biết là mọi người thường hay về Hà Nội thì mọi người sẽ ra chơi ngắm Hồ Gươm đúng không? Và ở đây thì có rất là nhiều câu chuyện về sự tích Hồ Gươm. Về đây thì mình cũng sẽ giới thiệu về cái câu chuyện về sự tích Hồ Gươm cũng như là cái đi tìm gọi là cụ rùa ở trong Hồ Gươm là có thiệt hay là không. Và hôm nay thì mình sẽ cho mấy bạn biết nha. Các bạn biết là Hồ Gươm, truyền thuyết Hồ Gươm gắn liền được tương truyền như sau. Đó là vào thế kỷ 15 tại vùng đất của nước ta thì bị giặc Minh xâm lược đô hộ. Thì lúc này tại Lam Sơn có một cái cuộc khởi nghĩa đó nhưng mà không giành được thắng lợi. Chính vì vậy là Đức Long Quân cho Lê Lợi, cho vua Lê Lợi mượn Gươm Thành để có thể là chống được giặc Minh. Và sau khi mà Đức Long Quân cho Lê Lợi mượn Gươm Thành và giành được độc lập rồi á, Lê Lợi mới trả Gươm Thành lại cho cụ rùa và cụ rùa từ đó cũng biến mất luôn. Vậy thì cụ rùa có thiệt hay là không? Cùng với mình cùng đi tìm hiểu xem được cụ rùa có thiệt hay là không. Và mình sẽ cho các bạn xem là cụ rùa hiện tại nha các bạn. Ok, các bạn muốn tìm hiểu về sự tích Hồ Gươm thì mời các bạn phải đi tham quan, đó là đền Ngọc Sơn. Get go! Thì đây là phía ngoài đây, mà ở ngoài Huế thì chúng ta hay gọi là trụ biểu nha các bạn. Gồm 4 trụ mà hai chữ hai bên thì sẽ là chữ Phúc và chữ Phúc và chữ Lộc. Rồi, mình mời các bạn chúng ta vào đi vào mua vé nha các bạn. Xếp hàng, xếp hàng. Hiện nay vé là vé bán tham quan thì mình đang thấy là loại vé là 3.000 đồng, 30.000 đồng cho lượt khách nha các bạn. Và hình như là đối với học sinh, sinh viên là mình nhớ là hình như 15.000 đồng. Lấy cho em hai vé cho người lớn. Vé học sinh, sinh viên là 15.000 đồng đúng không chị? Dạ. Vé học sinh, sinh viên 15.000 đồng. Còn người lớn, trẻ em như tụi mình là 30.000 đồng. Cảm ơn chị. Trẻ em. Yes, mình là trẻ em mà. Rồi bây giờ thì mình đã có vé rồi nha các bạn. Rồi bây giờ tới đây thì khu vực đầu tiên mà khu vực mà mua vé thì bạn sẽ thấy là đây là bút tháp. Thì tòa bút tháp này là cao tầm là 4m và ở trên thì có 5 tầng nha các bạn. Và trên bút tháp các bạn để ý một chút thì sẽ có là cây bút. Và cây bút được đề chữ đó chính là viết lên trời xanh. Người Hà Nội thì mọi người thường hay tới đến viếng Ngọc, viếng đền Ngọc Sơn. Nhưng mà mọi người không có vào mua vé thì mọi người có thể là đứng ở đây mọi người cầu nguyện tại chính cái ngôi bút tháp, ngôi đền này nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi vào phía trong. Hai bên được khắc hình tượng hổ với lại rồng. Vào đây thì cực kỳ mát mẻ nha các bạn. Siêu mát luôn. Mình đã có kim bài. Kim bài vào vé. Dạ chú, hai người. Cảm ơn chú. Rồi, get go, mời các bạn. Mình mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục đi vào cánh cổng. Thì đây chính là cầu Thê Húc. Có ý nghĩa là nơi đậu nắng mai nhớ bài. Đó chính là nơi mà các bạn có thể thấy là ánh nắng có thể chiếu vào. Và nơi cái cầu này thì chụp hình bao đẹp. Bao đẹp luôn nha quý vị các bạn. Mình là rất là mê sống ảo. Mà hồi lần đầu tiên mình ra Hà Nội là mình đã đặt chân tới cái vùng đất này rồi. Mình đã selfie chụp rất là nhiều hình tại cái cầu rồi. Siêu đẹp luôn. Mà mấy bạn mà nên nhớ là để có những tấm hình đẹp tại cây cầu này thì mang áo dài. Phụ nữ mang áo dài thước tha màu trắng là siêu đẹp luôn. Còn mấy anh trai á thì nhớ là mang đồ trắng và mang mấy đồ mà nó thoải mái như mình này. Chụp hình siêu đẹp ha. Đứng trên cầu Thê Húc thì mình có thể nhìn thấy đây. Đây tên tàng, đây chính là tháp rùa nha quý vị và các bạn. Đó, tháp rùa. Và xíu nữa mình sẽ tháp rùa thì ở trong bên này thì các bạn có nhìn thấy rùa hay là không. Xíu nữa mình sẽ cho các bạn xem là cụ rùa. Rồi, mình sẽ đi vào. Đầu tiên, đây sẽ là Đắc Nguyệt Lầu nha quý vị và các bạn. Đây là Đắc Nguyệt Lầu. Thì các bạn sẽ thấy là có hai lầu và được gọi là lầu ngắm trăng. Rồi mời các bạn chúng ta đi vào. À, bên này thì nhân vật này rất là quen thuộc nè các bạn. Long Mã Hà Đồ. Long Mã Hà Đồ thì các bạn thấy đây là một cái linh vật đối với người theo đạo Cao Đài á. Thì Long Mã Hà Đồ là một cái linh vật của người theo đạo Cao Đài. Nhưng mà cái này thì bên này thì các bạn thấy là thành rùa, thành kim quy. Chắc luôn. Đây thành rùa, thành kim quy. Trong cái câu chuyện sự tích về khi mà thành kim quy dương kiếm lên cho vua Lê Lợi ha. Mình sẽ mời các vị chúng ta đi vào. Get go, get go. Theo mình hiểu nôm na là như vậy. Rồi, vào đây. Chúng ta sẽ đi qua bên này.
mình sẽ tham quan. Buổi chiều thì hôm nay thì Hà Nội hơi oi bức, nhưng mà bây giờ đi ra ngoài giữa bờ hồ là nơi khu vực là mát nhất và rộng nhất nha các bạn. Gió luôn luôn được luân chuyển. Đây là ok. One, two, three, eat. One, two, three, smile, smile, smile. Yeah. Thank you. Yeah. Sorry, what is that? Okay, let's go. Đây các bạn chúng ta tham quan nha quý vị. Đây là cái ngôi đền chính của đền Ngọc Sơn. Nhưng mà mình chỉ được vào tham quan nhưng mà không có được vào quay phim nên mình sẽ không, các bạn không có biết được. Nhưng mà ở trong đền Ngọc Sơn thì có thờ những cái vị tướng. Nhân vật được thờ tại đền đó chính là thờ tượng Quan Vũ cùng với hai tùy tướng, đó chính là Châu Sương và Quan Bình nhớ bạn. Còn phía trong hậu cung thì thờ Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Toánh, nhà lãnh đạo tài ba trong cuộc chiến chống giặc Mông Nguyên nhớ bạn. Đây mà các bạn, chúng ta trước ngôi đền Ngọc Sơn này thì các bạn có thể nhìn thấy được, ngắm được tháp rùa. Khu này thì cực kỳ rộng rãi luôn nha các bạn. Đây, đứng đây thì bạn có thể là vươn tầm mắt ra để nhìn thấy được tháp rùa ha. Rồi sau khi mà mấy bạn xem rồi thì mình lại hỏi cái câu chuyện là cụ rùa ở trong truyền thuyết là có thiệt hay là không? Cụ rùa mà sau khi mà cho vua Lê Lợi mượn gươm thành để đánh giặc Minh, và sau khi mà đánh giặc Minh xong thì cụ rùa lên đòi lại gươm thần. Con rùa nhỏ nhỏ, cụ rùa mới thấy được con rùa, mới thấy cụ rùa được xuất hiện. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho các bạn biết là cụ rùa là có thiệt hay là không. Thì giới thiệu với các bạn để ý một chút xíu để tìm hiểu được câu hỏi này. Các bạn thấy là bên đền chính của đền Ngọc Sơn này, bên ngôi đền chính thì sẽ có một căn nhà nhỏ nhỏ như thế này. Đây là căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà mọi người có thể là vào tham quan nha các bạn. Mời các bạn vào tham quan. Thì đây, tiêu bản thứ nhất là cụ rùa này thì cụ rùa mất vào năm 1967 nha các bạn. Thì lúc này thì cụ rùa nặng là 250 kg. Và mai, như các bạn thấy là cái mai dài là 2.1m và rộng là 1.2m, được bảo quản bằng phương pháp là nhồi xác và ngâm vào tẩm hóa chất. Đó các bạn thấy chưa, siêu dài. Đây các bạn nhìn lên trước cái con, cho các bạn nhìn mặt của con này nè, nhìn mặt của con rùa này vô con mắt của con rùa này. Nhưng mà các bạn thấy là bởi vì con rùa này nó được bảo quản là sau này thì cái công nghệ ướp xác nó chưa có hiện đại, nên bây giờ các bạn thấy là cái màu sắc của nó là cái màu nó đã bị phai màu thì nó không có đẹp cho lắm nha. Đây là một trong những cái loài rùa quý của Việt Nam của mình tại Hồ Gươm. Đó, các bạn thấy con rùa không? Sau khi mình đã tham quan được cụ rùa tiêu bản thứ nhất thì mời các bạn vào tham quan cụ rùa tiêu bản thứ hai. Đây, đây là cụ rùa tiêu bản thứ hai. Thì cụ rùa này là mất vào năm 2016 nha các bạn. Thì cụ rùa này nặng là 169 kg. Đây, mời các bạn chúng ta tham quan. Vì cụ rùa này mất trong thời gian gần đây nên được bảo quản rất là tốt. Đó, các bạn thấy không? Xin giới thiệu bạn là cái nặng của cụ là nặng 169 kg. Wow, quá là nặng, quá là to đúng không bạn? Và mai của cụ thì dài 1m85 nha các bạn. Và cụ thì được bảo quản bằng công nghệ nhựa hóa của Cộng hòa Liên bang Đức. Quá trình được thực hiện việc chế tác này, bảo quản vật mẫu diễn ra từ năm 2016, hoàn tác vào năm 2018. Và trong đó có sử dụng nhiều loại vật liệu tiên tiến nhằm đảm bảo vật mẫu được xây dựng lâu dài, yêu cầu giữ nguyên kích thước tự nhiên, xương cốt bên trong cơ thể vẫn đảm bảo được là cái vật mẫu hình ảnh của cụ rùa khi còn sống là giống y chang như thiệt. Đây các bạn nhìn thấy là giống y chang như thiệt luôn các bạn. Màu sắc của cụ này, và các bạn biết là ở trong cái tủ kính này thì người ta phía dưới đang sử dụng công nghệ là đèn laser chiếu xuống để bảo quản, và dưới như là công nghệ hút ẩm hiện đại, nên quý vị thấy là toàn bộ cái cụ rùa được bảo quản nguyên vẹn nhớ các bạn. Hình như cụ có 1 chi, 2 chi, 3 chi. Hình như con rùa có 3, cụ rùa có 3 chi. Ở trước có 3 chi trước và ở sau cũng có 3 chi nhớ các bạn. Mời các bạn xem mắt của cụ nè. Bên này thì mình thấy là cụ rùa được bảo quản mắt của cụ nè. Siêu đẹp luôn. Đó, mình sẽ zoom lại cho các bạn xem. Mắt của cụ này siêu đẹp luôn. Đó, thấy chưa? Miệng của... Đây là cái mũi của cụ rùa nè. Trên cụ rùa có một cái dấu chấm trên đầu, các bạn thấy một dấu chấm không? Trong cụ tu hành đắc đạo, các bạn thấy chưa?
Như vậy các bạn đã thấy là cụ rùa trong truyền thuyết nhé các bạn. Thì các bạn biết là cụ rùa này là một trong những là con rùa rất là quý hiếm trên thế giới, hiện nay chỉ có là 6 cụ thôi. Nhưng mà vừa rồi á, mới năm nay thì lại mất đi một cụ rồi, và một cụ đã đưa về để bảo quản công nghệ để ướp xác rồi. Đây là rùa trong Hồ Gươm, thì là cái giống nòi trong Hồ Gươm, nhưng mà giống nòi là giống nòi con cháu nhớ bạn, là một cái biểu tượng của nền văn hóa Việt Nam của mình. Khi mà chúng ta nói về Hà Nội, nói về cụ rùa, thì lúc nãy mình đã thấy được rùa rồi nhớ bạn, rùa Hồ Hoàn Kiếm, nhưng mà rùa nhỏ xíu siêu à, nhưng mà đó cũng là một cái niềm may mắn với mình rồi. Đây, mời các bạn chúng ta ra đây cho chúng ta có thể đọc thêm thông tin. Thì các bạn, làm rùa Hồ Gươm được xác định là loài rùa quý hiếm trên thế giới, chỉ còn 6 cá thể. Và hiện tại thì đền Ngọc Sơn đang trưng bày hai tiêu bản của cụ rùa Hồ Gươm mà người Việt Nam vẫn thường gọi là cụ rùa ha. Như vậy là các bạn đã thấy là hai tiêu bản mình đã giới thiệu cho các bạn xem rồi nha. Rồi bây giờ thì xem thử trong này có thông tin gì nữa không. Tham quan xong hai cụ rùa thì mình sẽ đi dạo quanh một vòng đằng sau này, xem thử đằng sau này có cái gì đặc biệt không. Hình như là mọi người sẽ đi theo kiểu mà đi một vòng tròn á, là hết một cái buổi tham quan á mọi người, hết một cái nơi tham quan ở chỗ này. Thứ nhất ở chỗ đây là mình có thể là tham quan ngắm cảnh, ngắm Hồ Gươm, sông nước, rất là mát mẻ nha quý vị và các bạn. Chúng ta đi một vòng là chúng ta ra lại cầu Thê Húc để chúng ta có thể là quay về, và sau đó là mình sẽ đi tham quan ở một số nơi khác. Và cũng gần hết phim rồi. Cảm ơn các bạn đã yêu thương và đã đồng hành cùng với mình trong cái tập vlog này. Các bạn yêu thương mình cũng đừng quên là nhấn subscribe, đăng ký kênh, ủng hộ mình một kênh vlog du lịch tâm linh, lan tỏa những giá trị địa phương nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì trong vòng là chưa tới 30 phút là mình đã giới thiệu xong cái chỗ này để cho mọi người biết rồi. Thì trong cái dịp tham quan cũng không có thời gian để làm infographic để kể về những câu chuyện cho nhiều. Mình chỉ là tranh thủ để quay phim để giới thiệu cho các bạn thôi. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Đừng quên ủng hộ mình, nhấn like, subscribe. Thank you, xin chào và hẹn gặp lại. Đi nha.